Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ trading nhé. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người trên cái video ngắn à, giúp cho mọi người có thể có cái chiến lược Scalping đối với vàng trong phiên Á ngày 16 tháng 5. Các bạn nhìn ở đây là có một cái biên độ vùng hỗ trợ và vùng kháng cự. Sau cái video và chia sẻ kèo cho mọi người ngày hôm qua chúng ta đã được đạt được cái TP rất là lớn đúng không? Hôm nay thì chúng ta tiếp tục canh bán xuống đối với vàng và có thể trong phiên Á ngày 16 tháng 5 các bạn có thể ưu tiên mua lại ở cái điểm này quanh mốc 2011 các bạn có thể mua lại một nhịp mua các bạn mua ở đây và mục tiêu target của mọi người sẽ là 2018-2020 à, khi mà nó đạt cái vùng giá 2020 dù là đạt trước hay đạt sau thì đây chính là cái vùng giá mà các bạn ưu tiên bán xuống ưu tiên bán xuống cho mình à, tp của mọi người sẽ là cái vùng mục tiêu 2015 hoặc là 2012 và sl của mọi người sẽ là 2024 nhé bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại